Trong thời đại 4.0 hiện nay, sự bùng nổ của công nghệ đã tác động làm thay đổi mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội. Chúng ta có thể thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các cửa hàng mô hình truyền thống sang kinh doanh trực tuyến với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử. Cùng với đó là sự ra đời của một ngành nghề vô cùng mới mẻ, ngành livestream. Không quốc gia nào mà livestream có nhiều tiềm năng phát triển như Trung Quốc, nơi mà nhiều chuyên gia khẳng định mua hàng qua livestream sẽ trở thành thói quen và một kênh bán hàng quan trọng của các nhà phân phối bán lẻ. Những website bán hàng trực tuyến như Taobao, Tmall đã tích hợp thêm tính năng livestream cho phép người tiêu dùng được trực tiếp tương tác với người bán, lựa chọn và tiến hành mua bán sản phẩm chỉ với vài thao tác cực kỳ đơn giản. Nếu Lý Gia Kỳ được coi là ông hoàng, thì ngôi vị nữ hoàng livestream chắc chắn sẽ thuộc về Via. Họ được coi là những người mở đầu và góp phần tạo nên sự thành công của ngành livestream như hiện tại. Để có được thành công như hiện tại, ít ai biết cô cũng từng phải trải qua muôn vàn khó khăn, gian khó. Trong buổi livestream ngày 20 tháng 10 năm 2020, Via đã mang về doanh thu hơn 350 triệu tệ, khoảng 1.236 tỷ đồng chỉ sau 7 tiếng 45 phút, vượt qua ông hoàng son môi Lý Gia Kỳ và trở thành người dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu cao nhất trong ngày. Nữ hoàng livestream Via là ai? Via tên thật là Hoàng Vi, sinh năm 1985 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Được biết, bố mẹ cô làm kinh doanh ở Bắc Kinh nên lúc bé Via sống cùng bà ngoại. Vì không được ở cùng bố mẹ nên Via đã rèn luyện tính cách độc lập mạnh mẽ, không cần phụ thuộc người khác ngay từ khi còn nhỏ. Via vốn rất thích ca hát, nhảy múa, lại thêm ngoại hình sáng nên cô được kỳ vọng trở thành ca sĩ trong tương lai. Năm 2005, Via đăng ký tham gia show truyền hình tìm kiếm tài năng Super Idol được tổ chức tại tỉnh An Huy và may mắn giành chiến thắng chung cuộc. Sau khi bước chân vào showbiz, cô từng tham gia dẫn chương trình, từng đóng quảng cáo với JJ Lin, Lâm Tuấn Kiệt, thậm chí còn từng có cơ hội diễn chung sân khấu với Thành Long. Tuy nhiên đến cuối cùng, với tính cách tự do không thích bị ràng buộc, Via đã quyết định rút lui khỏi ngành giải trí và quyết định mở một cửa hàng quần áo. Cô cho rằng kinh doanh thời trang mới chính là con đường phù hợp nhất với mình. Kiếm gần 70 triệu tệ chỉ sau 5 tiếng livestream. Thành công của Via là quá trình nỗ lực không ngừng, chứ không đơn giản là một ngôi sao vụt sáng như nhiều người lầm tưởng. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống bán lẻ ở tỉnh An Huy và mở cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh với bạn trai cũ khi mới 18 tuổi. Anh này ban đầu chịu trách nhiệm vận hành kho và hậu kỳ, Via làm mẫu và bán quần áo. Năm 2011, sàn thương mại điện tử Taobao bỗng trở nên bùng nổ với sự xuất hiện của rất nhiều thương hiệu kinh doanh online. Thấy được tiềm năng mà sàn thương mại điện tử này mang lại, Via quyết định đóng toàn bộ cửa hàng kinh doanh truyền thống và chuyển sang bán hàng trên Taobao. Tuy nhiên, vì không có kinh nghiệm, nên khi Via chuyển sang kinh doanh online đã bị thua lỗ, hàng hóa tồn kho trầm trọng. Năm 2015, thua lỗ tổng cộng hơn 6 triệu tệ, khoảng 21 tỷ đồng, khiến Via trở nên suy sụp, cô đành phải bán căn nhà ở Quảng Châu để có đủ tiền tiếp tục kinh doanh. Năm 2016, cô nhận được lời mời sử dụng tính năng livestream mới xuất hiện trên Taobao và bắt đầu tham gia livestream vào tháng 5 năm 2016. Khi mới bắt đầu, Via cảm thấy khá lúng túng, cô không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm sao để tương tác với người xem. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2017, Via đã tạo nên kỳ tích khi thu hút được hơn 1,5 triệu người theo dõi và kiếm về gần 70 triệu tệ, khoảng hơn 200 tỷ đồng, doanh thu chỉ sau 5 tiếng livestream. Thành tích này đã giúp cô đánh bật kỷ lục doanh thu của Trương Đại Dịch, nhân tình của chủ tịch Taobao trước đó và đưa tên tuổi Via nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc. Via có những chiến thuật khiến khách hàng đổ xô mua sản phẩm mình giới thiệu. Via bắt đầu được truyền thông thế giới khi cô bán một tên lửa bằng hình thức livestream với giá 40 triệu nhân dân tệ, 5,6 triệu đô la Mỹ. Tháng 5 năm 2020, cô đạt kỷ lục khi có tới hơn 37 triệu người cùng xem một buổi livestream của cô, cao hơn cả tập cuối series phim truyền hình ăn khách nhất thập kỷ Game of Thrones, trò chơi vương quyền hay lễ trao giải Oscar. Mỗi tối, người xem livestream của Via đều đặt mua khối lượng hàng hóa trị giá lên đến vài triệu đô la Mỹ, chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm sẵn hay quần áo, nhưng thỉnh thoảng cô cũng bán được cả nhà và ô tô. Trong ngày hội mua sắm Singles Day năm ngoái ngày 11 tháng 11, Via đã bán được tới 3 tỷ nhân dân tệ, 423 triệu đô la Mỹ. Covid-19 bùng phát hồi đầu năm 2020, khiến hầu hết người Trung Quốc phải ở nhà và đặt hàng online thì công việc kinh doanh của Via càng phát đạt. Tôi xem mình như một người giúp khách hàng đưa ra quyết định, do vậy tôi cần nghĩ về những nhu cầu của họ.
Tham vọng của tôi là cung cấp mọi thứ cho những người hâm mộ mình, từ chuông cửa, thảm, bàn chải đánh răng, nội thất, mọi thứ. Via nói sau khi kết thúc buổi livestream và trên người vẫn đang mặc sản phẩm đã bán tối hôm đó, bao gồm áo thun trắng, mũ bóng chày và hoa tai bạc. Via là một trong 500 nhân viên của công ty Quyen Sun Group, trụ sở ở Hàng Châu, do chính chồng cô, Dong Haifeng, làm chủ tịch. Mỗi tối, Via sẽ bắt đầu buổi livestream trong một căn phòng nhỏ tại đây. Công ty quản lý hàng chục hot streamer nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa với quy mô lên tới 500 nhân viên, có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán muộn nhất vào năm 2025. Trong tòa nhà 10 tầng của Quyen Sun Group, các nhân viên làm việc bất kể ngày đêm. Tâm điểm trong tòa nhà là gian hàng khổng lồ nằm ở tầng 2 và 3 với diện tích 10.000m², gấp 1,5 lần một sân bóng, nơi trưng bày tất cả những hàng hóa được bán khi livestream. Đồ ăn và đồ dùng gia đình là nhiều nhất, tiếp đó là quần áo và phụ kiện gồm kính, túi, giày thể thao, đồ ngủ. Tại tầng 4 của tòa nhà, Via cùng đội ngũ gồm 40 nhân viên khác đang chọn lọc các sản phẩm chất lượng để giới thiệu cho buổi livestream vào buổi tối. Chiến thuật bán hàng của Via: lựa chọn chất lượng sản phẩm. Đội ngũ của Via cho rằng bí quyết thành công của cô là nhờ vào khả năng kén chọn sản phẩm hộ khách hàng. Từ chất lượng sản phẩm tới việc mặc cả giá đều được Via thực hiện rất cẩn thận trước khi livestream bán hàng. Mỗi buổi tối, các nhân viên của Via lại ngồi lại cùng nhau trình bày những sản phẩm mà họ lựa chọn, háo hức lắng nghe các đồng nghiệp khác trình bày lựa chọn của họ trước khi Via đưa ra quyết định cuối cùng. Chiếc máy cạo râu điện quá ồn ào, kẹo đường quá ngọt đều bị Via loại bỏ khỏi list sản phẩm quảng cáo. Giá sản phẩm cũng là yếu tố mà Via chú trọng. Một chiếc bật lửa Zippo được niêm yết giá 399 nhân dân tệ, nhưng Via có thể đàm phán xuống mức 389 nhân dân tệ nếu cô cảm thấy mức giá nhà sản xuất đưa ra quá đắt. Trong một chuyến thăm Thái Lan, Via thậm chí đến nhà máy sản xuất giường Gadun để kiểm tra chất lượng dây chuyền sản xuất gối và nệm cao su trước khi giới thiệu đến người dùng. Thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo và phụ kiện là những mặt hàng thường thấy trên kênh của Via. Với sự tác động của ánh sáng và các hiệu ứng hình ảnh đi kèm, mọi sản phẩm luôn luôn xuất hiện đẹp mắt, thu hút sự chú ý của người xem. Dùng sự khan hiếm thúc đẩy doanh số. Ở livestream của Via có một luật bất thành văn: link mua sản phẩm chỉ được tung ra chừng nào nữ hoàng livestream bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Lo lắng về sự khan hiếm hàng hóa là đòn tâm lý hiệu quả. Nó thúc giục mọi người nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng và hành động vì nỗi sợ hàng hóa được bán ra quá nhanh. Khoảng thời gian đưa ra quyết định khá ngắn và người tiêu dùng gần như không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Theo chuyên gia phân tích Adiab, Singapore, thỉnh thoảng, nếu sản phẩm hết hàng quá nhanh chóng, Via sẽ đề nghị nhà cung cấp bổ sung như một chiến thuật tăng doanh số. Niềm tin là động lực mua hàng. Khách hàng cần có niềm tin vững chắc vào Taobao. Họ cần tin rằng họ không mua phải hàng giả từ nền tảng thương mại điện tử này. Họ cần tin tưởng rằng hệ thống hậu cần giao hàng sẽ đảm bảo mặt hàng thực phẩm được giao đến tay khách hàng hoàn toàn tươi mới. Họ cần tin tưởng rằng các dịch vụ cung cấp đến họ có chất lượng tốt. Đó là điều kiện tiên quyết, Via cho hay. Sức mạnh bán hàng của Via được xây dựng trên sự nổi tiếng và cô hướng tới thu hút fan hâm mộ, người mua bằng cách củng cố niềm tin. Mọi comment phàn nàn về chất lượng sản phẩm của người dùng trong buổi livestream đều được đội ngũ của Via ghi nhận và khắc phục nhanh chóng. Người truyền cảm hứng. Không chỉ thu hút người xem bằng những buổi livestream bán hàng cuốn hút, Via còn truyền cảm hứng bằng những hành động xã hội tích cực, lan tỏa thông điệp đẹp đẽ. Tháng 5 năm 2019, Via tuyên bố hợp tác với Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc và kêu gọi quyên góp xây dựng trường tiểu học Hope tại một ngôi làng nghèo khó ở Dabi. Dự án sau đó thu hút sự tham gia của hơn 13 triệu người, thu về thành công ngoài sức tưởng tượng. Lần gần đây nhất, khi Vũ Hán trở thành tâm điểm dịch COVID-19 trên toàn cầu, Via đã hứa với người hâm mộ sẽ đến thăm Hoàng Hạc Lâu, Vũ Hán, ngay khi đại dịch được kiểm soát. Vào cuối tháng 4, khi thành phố này vừa mở cửa trở lại, Via đã cùng cộng sự lái xe liền 11 giờ đến tháp cổ 2.000 năm tuổi ở tỉnh Hồ Bắc và tiến hành livestream gửi thông điệp cố lên tới hàng trăm ngàn fan hâm mộ, thể hiện niềm tin vào sự hồi sinh của Vũ Hán sau đại dịch. Những thông điệp giản dị, chân thực được truyền tải một cách đơn giản, không màu mè, hoa mỹ, đã làm nên thương hiệu riêng của Via, giúp cô thu hút hàng triệu người hâm mộ đủ mọi lứa tuổi ở Trung Quốc. Tính tới nay, Via đã có tới 5 cửa hàng thời trang trên Taobao. Trừ những lúc livestream quảng bá cho sản phẩm của mình, cô còn kết hợp với những thương hiệu khác, cùng họ thực hiện chiến lược marketing với mong muốn mang tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn.